Rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn xem những cái món quà mà trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều anh đã gửi tới những món quà để tặng cho mình. Đó. Thì đây là cái đầu tiên. Cái đầu tiên này là cái chùa chùa Một Cột đó các bạn. Đó. Thì cái món quà này của cái anh Trần Tường anh đó cũng ở trên nhóm mình thì đã gửi cái món quà cái ngôi chùa này cho mình đó. Thì cũng đã suy nghĩ rất là nhiều tại vì cái ngôi nhà này nó bằng gỗ mà cũng không biết là làm như thế nào để bảo vệ được cái nếu mà làm trong một phối một cái tiểu cảnh á, thì thường xuyên chúng ta xịt nước phun nước hoặc là chúng ta để ngoài trời thì cái gỗ này nó sẽ bị mục nên mình đã làm ra một cái tiểu cảnh nhỏ cỏ trân châu với lại đá. Thì mục đích là cái này mình để trong nhà các bạn ha. Cỏ trân châu thì chúng ta chỉ cần tưới nước trong đây là được rồi, nó không có ảnh hưởng tới cái ngôi chùa này. Đây, các bạn đây. Đó, ngôi chùa bằng gỗ, đây là làm thủ công các bạn, hàng này là hàng thủ công, mình rất là đẹp đó, mình rất là thích cái ngôi chùa này đó. Thì mình đã phối nó vô một cái viên đá, mình cố định nó vô bằng bằng keo đó. Thì cái này mình sẽ để trong nhà đó, để ngay cửa sổ. Thì cái cỏ trân châu này nó sống mà cái ngôi nhà cái ngôi chùa bằng gỗ này nó cũng được an toàn, không để ngoài mưa nắng đó. Thì sẵn đây mình xin gửi lời cảm ơn đến anh Trần Tường, anh đã gửi tặng mình một cái ngôi chùa một cột. Các bạn thấy không, rất là chi tiết, rất là tinh xảo luôn các bạn, bằng gỗ, hàng gia công, hàng thủ công các bạn. Đó. Thì cái này thì anh cũng có làm và cũng có giao lưu. Thì các bạn nào mà cảm thấy thích cái ngôi chùa này thì mình để cái đường link của Facebook của anh ở bên dưới đó, thì các bạn có thể tham khảo ha. Đây. Đó, rất là đẹp. Ơi đây thì đây nữa các bạn, đây là mình cũng vừa nhận được một cái tất cả là có 3 viên đá các bạn. Đây nè, đây là của một bạn ở Hà Nội gửi đó cho mình. Đây đó, đây là đá, này là đá đá tai mèo các bạn, đá tai mèo á, đá tai mèo nhưng mà nó là nguyên khối nhưng mà nó có những cái mòn nè, cái xói mòn nè, rất là tự nhiên các bạn, nhìn rất là đẹp, mình rất là thích cái viên đá này đó. Đây đó. Thì hôm qua mình đã cố định cái viên đá này bằng vô cái khay này bằng một loại keo rất là đặc biệt ha. Keo này là keo đặc biệt, keo dành riêng cho để người ta dán đá với lại vô mấy cái đầu gốm đó các bạn, thì nó cứng hơn xi măng rất là nhiều, nhưng các bạn dùng keo ít thôi, một chút xíu keo thôi nè. Đó, xíu keo thôi nhưng mà nó cứng cực kỳ ha. Cái này các bạn đem ra chỉ cách là bể bể chậu hoặc là bể đá thôi, chứ cái keo này nó cứng ghê lắm. Đó. Thì mình đã nhận được tất cả là 3 cái viên đá các bạn. Đây. 3 cái viên đá đây. Đó. Viên đá này rất là đẹp, mình rất là thích. Rất là thích cái viên đá tai mèo này các bạn đó. Đó thì mình đã cố định nó vô cái khay rồi. Thì từ từ sau này mình sẽ trồng cái cây lên để làm tiểu cảnh. Đây nè các bạn, đây nữa nè. Đó. Rất là đẹp. Đá tai mèo nhưng mà nó có những cái vân á, những cái xói mòn tự nhiên á, nhìn rất là đẹp nè. Đó. Mình đã cố định nó vô rồi. Đó. Thì chút xíu nữa mình sẽ trồng một cây vô. Đó thì đây nữa, mình nhận được thêm 4 cái chậu nữa các bạn. Chậu này là chậu đất nung nhưng mà chậu này là chậu Đài Loan các bạn nè, đó mini nhưng mà nhìn rất là đẹp ha. Rất là dễ thương luôn. Mình có tất cả là 4 cái, hai cái vuông nó như vậy đó. Cái bát giác đó nhìn cũng rất là đẹp các bạn, mini đó. Nó có một lỗ thoát nước và 2 lỗ xả dây, thì chậu nào cũng vậy, chậu nào nó cũng có 2 lỗ thoát nước, 2 lỗ xả dây đó. Tiêu chuẩn. Đây, đây một cái chậu tròn nữa. Mình rất là đẹp. Rồi. Đây nữa các bạn. Đây nữa. Thì hôm chủ nhật mình cũng đã
nhận được món quà này của một người bạn, người em ở từ Đồng Nai. Từ Đồng Nai cầm món quà này chạy xuống cho mình. Đó. Thì hai anh em cũng có gặp rồi uống cà phê. Đó. Thì em đã tặng cho mình một cái nguyên quý giỏ gốm. Đây nè, gốm gốm Nhật các bạn, gốm Nhật bãi thì đây. Đó, đây mình xem mình coi nè. Đó. Đây, đó. Rất là cảm ơn. Đây các bạn nè. Đó, chậu này khoan lỗ trồng mini là ngon luôn á. Rất là đẹp. Đó. Thì em nó sáng sớm gọi cho mình là nói là sẽ xuống. Thì xuống rồi xong rồi gặp tặng cho mình cái gói quà. Trong này có chậu. Đó, rất là đẹp. Thì xong rồi anh em ngồi uống cà phê nói chuyện. Thì ở tuốt Dân Trạch Đồng Nai đó. Nhưng mà chạy xuống rất là xa. Anh em rất nhiệt tình. Đây một cái bát lớn nữa các bạn. Bát này mình khoan lỗ mình trồng cái cây này rất là đẹp luôn đó. Thì những cái cây này, những món quà này mình sẽ tìm cây. Đó, mình sẽ trồng vô sau rồi mình sẽ lên viết lại cho các bạn xem. Xem sao ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ ghép cái viên đá này các bạn. Đó, cái viên đá này nè. Mình sẽ làm một cái mình sẽ phối một cái sâm hương vô đây các bạn. Đó, cái viên đá này nó có một cái khe này nó rất là đẹp. Thì đây nè. Đây mình cũng đã tìm được một cái cây sâm hương nè. Đó. Nó cũng hơi quái quái, hơi lắc lắc ha. Đó, thì mình định là mình sẽ đưa nó vô cái viên đá này. Đó. Thì viên đá này nó có cái lỗ nè. Đó, thì mình định là xỏ nó qua đây. Đó, để mình xỏ nó qua. Đó, xỏ nó qua. Cho nó bám vô đây trời. Đó, thì những viên đá này nó rất là đẹp. Bởi vì mình phải suy nghĩ tìm những cái cây nào mà cho nó đẹp. Đó, cho nó phù hợp để trồng vô cái viên đá này để nó không có bị không có bị uổng viên đá đi các bạn. Đó, các bạn. Đó. Thì mình sẽ cho nó vô đây các bạn. Đó, cho nó vô đây. Đó, mình sẽ cố định vô đây. Đó, thì đất lên mình trồng ha. Mình sẽ cố định nó vô đây các bạn. Rồi cái tàn này mình sẽ uống lại luôn. Uống cái tàn lại để cho cái cây nó ôm cái viên đá như vậy các bạn. Đó, qua như vậy đó. Nhìn rất là đẹp. Đó, thì bây giờ mình sẽ thì sẵn đây mình cắt bỏ mấy cái rễ nó già đi các bạn, cái rễ già như vậy nè, các bạn cũng không cần thiết đâu ha, cắt bỏ đi ha, không có cần thiết đâu, để nó mọc cái rễ mới chứ các bạn không cần phải để cái rễ già nó gần già vậy đâu. Những cái rễ nào mà nó yếu á, nó bị già đi, nó yếu đi thì các bạn nên cắt để cho nó kích thích nó mọc cái rễ mới thì cái cây chúng ta nó phát triển mạnh hơn. Ở đây ha. Ở đây để mình thì hôm nay mình tìm rất là nhiều cây. Coi trong vườn cái cây nào của mình nó đẹp mà nó hợp với cái viên đá này thì mình sẽ trồng. Thì còn hai cái viên đá nữa thì chắc là trong tương lai cũng sẽ tìm hai cái cây nào đó cho nó đẹp, cho nó xứng thì mình sẽ trồng lại cho các bạn xem. Mình cũng không biết là cái đá tai mèo này nó do người ta tạo ra hay là thiên nhiên nó như vậy mà nhìn rất là đẹp các bạn. Nó có những cái chiều bào mòn tự nhiên á, nhìn nó hang hốc nhìn đã. Thì nhận hai ba cái viên đá mình rất là thích. Sâm hương thì nó rất là dễ trồng các bạn ha, nó rất là dễ dễ
dễ dàng ép chậu ha. Các bạn ép chậu nhỏ thì vô tư nó vẫn sống được, có điều là nó phát triển chậm thôi. Nếu thông thường thì các bạn ép chậu nhỏ thì không có vấn đề gì hết. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta làm một cái tiểu cảnh hoặc là ép chậu nhỏ cho cây thì trong thời gian đầu thì các bạn nhớ là giữ ẩm ha. Tốt nhất là các bạn lấy bao ni lông bằng chùm lại để cho mát. Còn không nữa thì các bạn lấy một cái chậu hoặc cái khay nào đó, các bạn lồng vô một cái chậu lớn trong thời gian đầu khoảng 1 tuần lễ cho cây nó ổn định rồi các bạn hãy đem ra ngoài. Như vậy thì nó an toàn hơn, chứ chết thì nó không chết đâu, cỡ này thì nó không chết được đâu, nhưng mà nó an toàn, cây các bạn nó không có bị suy, nó phát triển tốt hơn. Sao hơn thì dễ trồng, rất dễ trồng luôn. Thì các bạn thấy đó, mình trồng đa số là cát ha, cát xây dựng chọn xây dừa thôi. Hai cái vật liệu này mình áp dụng cho tất cả các cây hết, rồi mà thấy cây nào cũng phát triển rất là tốt. Đó, thì đắp đất là cho nó đều thôi. Đó, thì cái khoảng này thì sau này chúng ta sẽ đắp đắp rêu hoặc là trồng cỏ trang trâu để chúng ta trang trí thêm cho cái tiểu cảnh. Thì cái bạn gửi cái món quà này cho mình đó thì không có để tên, không có để địa chỉ. Thì mình cũng không biết là sao mà để cảm ơn bạn. Cũng muốn gửi tặng lại cho bạn ấy mấy cái cây nhưng mà cũng không biết cái địa chỉ hay cái tên như thế nào. Rồi đây các bạn, thì đó. Thì tạm thời chúng ta bỏ bao nhiêu đất đây ha, nhiều đất thôi, cũng không cần nhiều lắm đâu, mỏng mỏng như vậy nè. Đó. Thì giờ mình sẽ coi, sẽ uống cái tàn lại các bạn này, uống cái tàn lại, uống cho nó lên, cho nó qua đây một chút. Ok, thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ cố định cái này lại chứ cái đó. Các bạn thì sau khi mình cố định xong mình quấn dây vô các bạn, quấn dây vô ha, quấn dây vô mình uống đó, mình uống cái tàn cho nó đổ xuống bên đây các bạn. Có vẻ là phải bấm thêm một cọng nữa các bạn ơi. Tại vì cây này nó cũng sao hơi này nó cũng cũng già rồi nên nó uống nó hơi cứng. Đó các bạn. Thì sau khi vô hai cái dây kẽm ha, hai cái dây nhôm thì mình uống nó dễ hơn. Tại vì một dây thì uống nó cây nó thân nó hơi già các bạn. Nên các bạn uống một dây thì nó khó. Cây nó lên một cái đỉnh núi rồi nó đổ xuống nè. Cái này thì gọi là một cái tảng đá thôi chứ cũng không thể gọi là một cái đỉnh núi được, tại vì cái cây mình nó lớn ha các bạn, thì tạm gọi nó là một cái tảng đá. Cây một lần uống cho nó các bạn. Thì ở đây thì cái cành nó còn nhỏ quá, mình chưa có uống được các bạn ơi. Thì đợi sau này nó lớn đi mình dựng cái tàn nó hơi cao cao lên chút xíu nữa thì được rồi. Một cái viên đá rất là đẹp. Sao nữa này các bạn, đó sao đó. Xỏ từ đây qua đây, đó, từ đây qua. Đó.
Cái này có thể là cho anh vô một chút xíu nữa các bạn. Anh vô một xíu cũng được. Đó. Vô một xíu cũng được đó. Thì giờ mình sẽ cố gắng chăm sóc cái cây này cho nó sống, để cái tiểu cảnh này nó sẽ đẹp hơn. Thì đây một món quà này nữa. Đây các bạn, đây mình có một món quà này của em Ken Nguyễn. Đó, thì làm cái đồ quay chậu nè. Thì clip trước mình có đăng rồi đó. Cái này đó, thì em nó làm, nó gửi cho mình nè. Đó, thì có màu sơn nè. Đó, có bộ quay chậu nè. Có cả một cái chậu luôn nữa. Ốc vít rồi em nó làm đầy đủ hết trơn nè. Có cả một cái chậu, có một cái hộp như vậy nè. Mà không biết bưu điện nó vận chuyển kiểu sao đâu á. Về tới đây khui ra bể tiêu cái chậu rồi. Thiệt là buồn, hết sức buồn. Thì hứa với em nó là hôm nào sẽ làm lại cái chậu khác. Thì đồ nghề có sẵn hết rồi, em nó làm nè. Đây là làm làm thủ công đó nha, nhưng mà rất là đẹp, rất là cảm ơn em đó. Thì hôm nào anh sẽ làm lại một cái chậu khác. Đồ nghề em cho là có sẵn hết rồi. Thì cũng thiệt là buồn vì cái bưu điện nó vận chuyển sao á, bỏ trong đây thôi mà. Nó vận chuyển sao á, bể tiêu cái chậu. Ok, thì cái clip hôm nay cũng rất là dài rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.